Sáng nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đền chùa Đình Hai Bà Trưng tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao bằng xếp hạng di tích cho thành phố Hà Nội. Quần thể di tích đền chùa Đình Hai Bà Trưng là di sản văn hóa quý của thủ đô Hà Nội, gắn liền với sự hình thành phát triển của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Đây cũng là điểm sáng về văn hóa, có giá trị cao về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố tiếp tục quản lý hiệu quả, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, xây dựng phương án khai thác các giá trị quần thể di tích, từ đó thu hút khách tham quan du lịch,